Mon giờ giá quá trời rẻ rồi mọi người. Hồi xưa phải mấy chục triệu mới mua được cặp mon. Thì còn mon con thì tầm cả chục triệu, 7-8 triệu, chục triệu, hơn chục triệu thì khi tùy độ đẹp xấu. Còn giờ có 4-5 triệu có cặp mon chơi rồi. Mình xin chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người một cái trường hợp vui vẻ. Thì mình mới về làm về, mình cho bồ câu mình ăn xong thì quay clip cho mọi người xem. Thì hay là được mấy cặp con mọi người, mấy cặp kinh con này, bố mẹ đây, bố mẹ con trắng với con như tiger nè, nó ra được cặp con. Anh em nào có mua thì đặt cặp nha. Đó, đang con bông trắng này đó, còn con kia chưa biết, đợi ra lông đủ mới biết là đen hay là có tiger nha. Cặp này cặp đỏ đó, nó cỡ cỡ không mọi người. Nó xê xích vài ngày rồi. Đỏ này lúc trước mình bắt của anh khách ở Cần Giuộc, lúc trước anh mua của mình đó. Thì anh thấy kỳ lân quá rồi anh bán lại, mình thu lại. Còn cặp kỳ lân này đang nuôi con Titan một lúc. Nó chưa để lại nữa, đang nuôi con này nè, nuôi Titan. Nó được hai cặp con rồi đó. Ở đây cặp, cặp này con có cặp tiger mọi người. Cặp này là hai con tiger luôn. Con đó thì nó bông trắng hơi nhiều rồi, còn con này có mấy cọng trắng trắng trên cái đỉnh đầu mọi người thấy không? Đem dơm gần lại nè. Đó. Như đây cặp con. Cặp con này con có cặp nào quên ta? À, cặp con này con của cái cặp lúc trước mình có hai con mình mua mà hai con chống tiger nặng con ký mọi người. Tại mình lên Sài Gòn mình mua hai con máy mình ghép lại á. Nhưng mà nó con cặp đẻ à. Còn con kia quả không đẻ. Mình mới đổi chuồng mà sao vẫn chưa đẻ nè. Đây có con chống này. Với con chống đó, đó chung cặp trứng mà ra hai trống. Mình mua hai con máy. Con máy này 1 ký à. Nó đập cầu đung 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 luôn. Lần nào chim về mình cũng thấy đập cầu á. Mà không đẻ. Còn cặp này mình thấy đập cầu có 1 lần à, mà đẻ ra được cặp con rồi giờ đẻ lại mới đẻ lại trứng mình thấy nãy rồi mọi người. Đó. Đẻ lại trứng. Đẻ lại trứng mà giờ không có vú ấp, giờ không biết sao. Hiện tại ở đây mình đang thiếu vú. Em có 4 cặp, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cặp vú mà thiếu không đủ. Mình đang kiếm mua thêm chứ chim kiển mà ra không có vú thì lỡ nó ấp chặt vô cũ mọi người. Đây là cặp con của đó mọi người. Phẩm là lúc trước anh khách hai vợ chồng hai anh chị á mà ở trên Sài Gòn á xuống gửi mình mấy hai ba cặp này nè, một cặp này cặp vàng. Cặp vàng này đang ấp trứng của cặp tiger mọi người. Tại mà hết vú rồi mà cho nó ấp luôn. Thấy cặp này nó hẩm nó ấp trứng của nó cũng được đó. Mình cho ấp luôn. Cặp này đang nuôi con của cặp với con máy trắng một mắt với con mon nè. Đó, này ra con. Đây là cặp con. Thôi nó mổ sao chết da rồi. Nó mổ sao tróc da cần cổ luôn rồi. Mọi người sao kỳ vậy? Tróc da cổ luôn rồi. Không có vú cho nó nuôi luôn mọi người. Đáng lẽ là phải cho vú nuôi cho ok. Vú thì khả năng nuôi nó thành công cao hơn. Lâu lâu cũng có cặp vú nuôi trật ruột. Đó này hầm cái con chống đen này của anh Cà Mau mà gửi mình bán ba con mon đó.
thì anh ăn mình con này. Này kiền 2021 nhưng mà anh nó kiền chặt quá, anh cắt bỏ kiền đây. Đó. Mình bỏ con mon ra mình ghép vô. Ba bữa này bữa thứ ba nha mọi người. Nãy mình thấy nó hai con nó rỉa rỉa với nhau, nó rỉa lọc cho nhau rồi. Còn hai bữa trước nó đánh lộn thôi, đùng 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 luôn. Tối mình tắt đèn mình cho nó tối cho bớt thấy nhau mà cũng đánh đùng đùng luôn. Bây giờ nay chịu rồi. Nha. Hồi xưa thì mình mới nuôi mình cưng á, mình để hai con hai lòng kế bên. Mình cho nó thấy quen nhau từ từ mình bỏ vô, mà thấy nó đánh hơi hơi thì mình để, mình thấy đánh quá mình sốt ruột mình thải ra. Còn giờ thì mình có chiêu này rồi. À, thải vô đeo đánh đã rồi mọi người, đánh đã mệt nghỉ rồi, mệt từ từ nó quen à. Đó, bên này bữa thứ ba nó chịu rồi đó. Nãy con trống vô nằm ẩu, con máy này rỉa rồi. Con mon bắt ra điền, mon này 1 kg nha. Mon này kiền 21. Này sẵn đi. Mấy cái cặp nãy thì ai mua mình báo giá cho mọi người. Thì Tiger thì 2 triệu cặp, còn màu đỏ thì 1,5 triệu cặp. Đó. Báo giá sẵn luôn, đừng có, tại nhiều khi á mình không có báo giá. Các mấy anh em á hỏi xong báo giá sẵn luôn, đừng cho ai dám mua được mua. Mà nhiều khi có cặp mình báo giá không được mọi người. Giống như mình đang lưỡng lự, mình chưa biết bán giá bao nhiêu á, chứ coi nó xấu là đậu đẹp đẹp xấu đó. Thì tại có khi nào mà ai mua thì mình gửi clip qua coi rồi mình báo giá. Tại nhiều khi mình đăng clip này đâu có ai mua liền đâu, khi cả nửa tháng sau mới có người hỏi mua đó, nên nó thay đổi đó, mình không có báo giá chính xác được. Ở đây mình chim ăn cứng thì cứ 1,5 triệu cặp, còn Tiger thì 2 triệu, còn cái con này mình bán 1,5 triệu mọi người. Đó. Này 1 kg nha. Đó. Tướng đẹp mà màu pho. Còn con này khách gỡ bán nè, khách gỡ bán con này 2,5 triệu. Con này cũng kiện 21 luôn, cũng 1 kg luôn. Hồi bữa thì anh cân ký yếu á, tại anh nói thay đổi thức ăn nó hơi ốm á, nó chỉ với anh cần 1 kg. Hai con này sung lắm, tướng bự tròn. Cặp này thì hai con kiện 2022 hết, con chín lạng con 1 kg. Nhưng mà bữa mình về tới mình là con nào cũng yếu mọi người, ký yếu cũng có, nó chín lạng yếu á. Đó. Tướng đã không? Chống tướng đã không? Chống kỳ lân máy bạc. Đó, cặp này thời bố mẹ kỳ lân mọi người. Mở ra kỳ lân với bạc. Tơ. Bắt cặp vô cặp rồi đó. Đó. Cặp này thì 4 triệu mọi người. Ai bắt hết thì có giá mềm. Còn ai bắt cái cặp này với con chống xanh nãy là của cái anh Cà Mau gửi mình đó. Thì ba con đó anh gửi bán đó. Thì ba con 6,5 triệu. Thì bớt 500 còn 6 triệu. Còn cặp 4 triệu còn con lẻ 2,5 triệu. Mon giờ giá quá trời rẻ rồi mọi người. Hồi xưa phải mấy chục triệu mới mua được cặp mon. Thì còn mon con thì tầm cả chục triệu, 7-8 triệu, chục triệu, hơn chục triệu thì khi tùy độ đẹp xấu. Còn giờ có 4-5 triệu có cặp mon chơi rồi. Còn mon cùi cùi rẻ hơn nữa. Mon mà nó loại nó không được bự lắm mọi người, tướng hình không được đẹp lắm, với màu hơi xấu xấu á, nó còn rẻ hơn nữa. Còn đây còn dư cặp này nữa, quên á. Cặp này thì kỳ 2022 tơ, tầm 5 tháng 4 tháng mấy 5 tháng gì đó. Thì cái con Tiger là chống chắc rồi đó, còn con này khả năng máy nè, đầu nhỏ ghim rộng đó, mình ghép cặp với nhau đó. Cặp này ai mua mình bán 1,5 triệu nha mọi người. Còn nào bán nữa không ta, còn bán quay luôn. Đây con mấy cặp này, mấy cặp của hổng của anh chị gửi mình nè, nhưng mà giờ anh chị đưa cho mình luôn rồi, chứ mình thâu lại mọi người. Ai mua mình bán luôn. Cặp này thì 1,5 triệu. Cặp này thì 2 triệu. Cặp này 2 triệu luôn.
đây cái con này là chung với cái cặp mà con tiger con đen nãy mình báo 1,5 triệu đó, hôm mình bắt ở trên Cần Thơ đó, hôm bắt 5 con mình bán được 1 cặp con rồi. Giờ còn con này, ai mua kết bạn Zalo với mình nha, thì nhắn tin trao đổi cho dễ, tại mình là công ty á, khi gọi điện thoại mình nghe điện thoại không được, máy chạy ồn với có camera đó, thì khi nghe lâu nói chuyện lâu quá sợ bị la, nên cứ kết bạn Zalo đi, khi nào rảnh thì mình trả lời cho. Chứ mình sẽ để số điện thoại Zalo của mình trên màn hình này nha. Đó, Zalo, Facebook, YouTube thì một số điện thoại duy nhất mình xài đó, giờ không có số thứ hai nha mọi người. Nên mọi người cứ liên hệ số đó. Thôi là thôi kết thúc clip tại đây nha. Mọi người xem thích hãy like và đăng ký kênh của mình. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.